Hi guys, welcome back to another video about English pronunciation. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video hết sức quan trọng ha. Video ngày thứ 30 trong chuỗi dự án video cải thiện phát âm tiếng Anh trong vòng 1 tháng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái âm mà trong tiếng Việt không có, nhưng mà cái xác suất sử dụng âm này rất là thường xuyên. Đó, ví dụ chữ think ha, bạn hay dùng chữ I think đúng không? Và khi mà bạn đọc được cái âm này á, thì cái tiếng Anh của bạn nghe sẽ rất là đỡ ha. Cái trình độ các bạn sẽ tăng lên một bậc luôn nếu mà nói về phát âm. Cho nên là gì, đây là một cái video hết sức quan trọng ha. Vậy thì làm cái âm này như thế nào? Thì nếu bạn đã xem nhiều video, chắc chắn có nhiều người chỉ các bạn là phải gì, đặt lưỡi ở giữa hàm răng đúng không? Đó, như vậy. Xong rồi thổi hơi ra. Ok. Đó, để nghe được cái tiếng này nè. Thì đó là một trong những cách căn bản ha. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo hai cách sau đây nếu thấy nó khó ha. Rồi, đó là gì? Bạn thổi âm F ha, giống như chữ F bình thường á, bạn thổi hơi làm sao? Đúng không? Rồi, thì khác âm F ở chỗ là gì? Âm F thì cái hàm răng trên của bạn nè, nó sẽ đặt vô cái môi dưới đúng không? Để bạn thổi từ miệng ra, thổi hơi từ miệng ra ha. Thì ở đây khác ở chỗ là gì? Cái răng trên của bạn sẽ đặt lên lưỡi ha, cái miệng sẽ hơi bẹt ra nha. Đó, nè, chuyển nè. Đó, khác ở chỗ là gì? Cái vị trí mình đặt cái răng trên ở chỗ nào thôi ha. F thì là gì? Ở dưới cái môi, môi dưới ha. Còn gì? Cái âm này nó sẽ là gì? Ở lưỡi ha. Đó, xong bạn thổi hơi ra y như thổi âm F luôn ha. Đó, cái lưỡi chỉ để đứng vị trí đó ha, giữ nguyên cái lưỡi ha. Cái lưỡi sẽ không rung, không di chuyển gì hết, chỉ là nó trắng để cho gì? Ra được cái khẩu hình miệng cho đúng thôi ha. Rồi, nhìn nè. Âm F ha. Đấy, F. Thấy chưa? F. Rồi. Đó, nếu như cách này bạn làm được rồi thì ok ha. Còn không thì bạn có thể thử như âm S cũng được. Âm S mình sẽ bẹt miệng ra đúng không? Hai cái răng cắn vào nhau rồi gì? Cái lưỡi ở giữa mình thổi hơi đúng không? Đó, thì âm này cũng vậy, nhưng mà cái lưỡi mình sẽ đưa ra ha. Âm S thì cái lưỡi ở trong, nhưng mà cái âm này cái lưỡi sẽ đưa ra ngoài. Nhớ ha. Đó. Được chưa? Đó là những cách để bạn luyện tập ha. Thì cái âm này á, mỗi người sẽ có một cái thời gian luyện tập khác nhau. Có người luyện có 1 phút là được, có người 5 phút, có người là gì 1 tiếng, có người cả tuần ha. Thì mình đã dạy cho rất là nhiều thế hệ học viên ha, mình đã chỉnh sửa rất là nhiều. Thì thường là bạn nào cũng sẽ làm được hết ha. Cái quan trọng là bạn có chịu khó luyện tập hay không. Có những bạn liền một phát được liền, có những bạn cái lưỡi nó ngắn hơn hoặc là dài hơn xíu chẳng hạn, nó sẽ hơi khó hơn chút xíu. Nhưng mình, các bạn cứ tin mà là các bạn cố gắng luyện tập ha. Điều chỉnh cái lưỡi làm sao để ra được cái hơi vậy nè. Đó, lưỡi và răng ha, vị trí đặt. Đấy. Chỉ cần ra được cái hơi là đúng ha. Thì các bạn sẽ làm được âm này. Vấn đề ở cái âm này nó chỉ là sự luyện tập thôi ha. Nếu các bạn chịu khó luyện tập thì nhất định bạn sẽ làm được. Tin mình đi. Rồi, đó là bước đầu tiên là thổi hơi ha. Thì bạn có thể đọc được những cái âm ở cuối. Được chưa? Ví dụ như là both teeth. Đó, chút mình sẽ đi vào chi tiết ha. Còn bây giờ nếu nói ở đầu câu thì sao? Thì sau khi thở xong đúng không? Thở đúng rồi ha. Ra được cái âm này nè. Bắt đầu mình ghép vô. À, đây là một bước khó thứ hai. Ví dụ chữ think ha, thì mình sẽ đọc là think. Đó, đẩy hơi, đừng có để ngắt hơi nha, đừng có để hết hơi mới đọc chữ in là không được ha. Think, đó, đẩy cái hơi ra. Think, think, đấy. Think, think ha, lưỡi lên trượt ra. Think, 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 chứ đừng có đọc hết hơi. Think, nó về lại như cũ ha. Còn hơi mình canh chỉ còn nửa hơi, bắt đầu mình đọc ra. Sing, đó. Sing, 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 đó, nghe cái tiếng này ha. Sing, 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 được chưa? Sing, sing, đấy, nghe được cái tiếng đó là ok ha. Bạn ghi âm lại, bạn chịu khó bạn ghi âm lại xong nghe lại coi nếu như mà ra được cái âm giống vậy. Sing, 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 thì có nghĩa là mình làm được rồi ha. Còn nếu chưa thì cố gắng luyện tập thêm, được chưa? Đây là một cái âm mà đòi hỏi sự kiên nhẫn ha. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ đến với âm cái chữ là sing, cái chữ dùng rất là thường xuyên ha.
Thấy cái biểu tượng của âm này là số 0 đặt ở giữa nha. Một cái âm rất là quan trọng. Rồi, câu đầu tiên nè. I think you should try to calm down. I think you should try to calm down. I think you should try to calm down. Mình sẽ luôn thấy cái gì, cái lưỡi của mình ha. Và cái âm luôn đi trước nha. Các bạn đừng cố gắng đọc nhanh quá mà không có cái âm đi ra thì sẽ không ra được cái âm này ha. Nhớ cái âm này phải đi ra trước, nhanh hay chậm gì cũng vậy. Think, 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 think. Thấy không? Cái hơi đi luôn đi ra trước ha. I think you should try to calm down. I think you should try to calm down. Nhớ chữ calm chứ phải calm ha. Calm, giống như calm lưng ha. Calm down. I think you should try to calm down. Tiếp theo. People think it's easy because they've never tried it. People think it's easy because they've never tried it. People think it's easy because they've never tried it. People think it's easy because they've never tried it. Huh? I don't think I'll be comfortable with her presence. I don't think I'll be comfortable with her presence. Nhớ chữ comfortable video đầu tiên ha. I don't think I'll be comfortable with her presence. I don't think I'll be comfortable with her presence. Rồi, tiếp theo nó là chữ thought. Quá khứ của chữ think ha. Thought, thought, thought. Nhớ ha. I've never thought about it. Này. I've never thought about it. I've never thought about it. Nhớ ha. I've never thought about it. We always thought you guys were a couple. We always thought you guys were a couple. Nhớ ha. We always thought you guys were a couple. Nhớ là always, không phải only ha. Always. We always thought you guys were a couple. I don't like the thought of you walking home alone. I don't like the thought of you walking home alone. I don't like the thought of you walking home alone. I don't like the thought of you walking home alone. Rồi, tiếp theo, từ khó hơn nữa ha. Khi bạn đã nhường nhịn chút xíu rồi thì bạn sẽ phải ghép nó với âm khác ha. Đó là thr, thr, thr ha. Đó âm này xong âm r liền ha. Thr, thr. Thành là three, 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 three. Chứ không phải tree ha. Cái gì mà thành tree là cái cây, không phải ha. Three, 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 three. Right. He has three sisters and all of them are beautiful. He has three sisters and all of them are beautiful. He has three sisters and all of them are beautiful. Nhớ ha. He has three sisters and all of them are beautiful. You three, come here. You three, come here. You three, come here. You three, come here. We've been best friends for more than 3 years. We've been best friends for more than 3 years. We've been best friends for more than 3 years. We've been best friends for more than 3 years. Tiếp theo là trường hợp nó sẽ ở gì? Giữa từ ha. Đấy, mình sẽ phải thổi nó ở giữa ha. Đó là gì? Chữ breathtaking. Tách nó ra trong trường hợp hơi bạn còn yếu ha. Breathtaking. Đấy, breath, xong thổi hơi ha. Breathtaking. Breath taking, breath taking, breath taking, breath taking. Ha. Rồi luyện tập theo câu nè. From here, you can enjoy a breathtaking view of the beach. From here, you can enjoy a breathtaking view of the beach. From here,
You can enjoy a breathtaking view of the beach. From here, you can enjoy a breathtaking view of the beach. Đà Lạt is a beautiful city with lots of breathtaking scenery. Đà Lạt is a beautiful city with lots of breathtaking scenery. Đà Lạt is a beautiful city with lots of breathtaking scenery. Hơi mệt ha. The view from the top of the mountain is breathtaking. The view from the top of the mountain is breathtaking. The view from the top of the mountain is breathtaking. The view from the top of the mountain is breathtaking. Nhớ ha. Breathtaking. Tiếp theo là cái chữ cũng rất hay xài ha. Ở cuối là mình sẽ thổi hơi đó ở cuối ha. Đó là chữ both. 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 Chứ không phải là bot ha. Both. O-O. Both. Nó đọc chữ both xong rồi gì? Thổi hơi ra. Both. Rồi, luyện tập theo câu nha. Both of the women are super tall. Both of the women are super tall. Nhớ chữ tall chứ phải là thôn ha. Both of the women are super tall. Nhớ là women, women chứ không có là women nha. Women, mình đã học âm này rồi ha. Both of the women are super tall. Both of the women are super tall. They both have a child. They both have a child. À, bạn nhanh hay chậm cũng nghe được cái hơi đẩy ra ha. They both have a child. Thấy cái lưỡi không? They both have a child. They both have a child. I like you both. I like you both. Đấy. I like you both. I like you both. Đấy, bọc chữ bow xong vậy, răng đưa xuống lưỡi liền ha. Thổi ra liền. I like you both. Và từ cuối cùng mà đọc sai cũng nguy hiểm ha, không phải là teeth ha. Chữ này là teeth. 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 Chứ không phải là teeth nha. Teeth. E-E. Teeth. Xong rồi thở hơi ra. Teeth. Ha. Rồi mình luyện tập theo câu nè. She has pretty white teeth. Đó. She has pretty white teeth. Đó, chữa ra cuối cùng nữa hơi mình còn chưa quen ha. She has pretty white teeth. She has pretty white teeth. I just had two wisdom teeth out this morning. I just had two wisdom teeth out this morning. I just had two wisdom teeth out this morning. I just had two wisdom teeth out this morning. Wisdom teeth là răng khôn á ha. I like your teeth. They're so beautiful. I like your teeth. They're so beautiful. Nhớ chừa cái âm cuối thổi hơi nha. I like your teeth. They're so beautiful. I like your teeth. They're so beautiful. Đấy, nhanh hay chậm thì cũng phải nghe được cái hơi đó mới ra được đúng âm ha. I like your teeth. Đấy, teeth. Rồi thì cùng ôn lại một lần nữa ha. Nhớ đó, cái lưỡi gì, cái răng đặt vô cái lưỡi ha. Thổi hơi ra ha. Một là S, hai là F. Đó, liền làm sao nghe ra được tiếng thở là giống vậy là ok ha. Think. 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 Thought. 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 Three. 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 Breathtaking. 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 Both. 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 Teeth. 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 Ok, cố gắng luyện tập ha. Thực ra thì cái video này lúc mà mình tự học, mình tự tìm tòi ha, thì mình luyện khoảng gần 2-3 tháng trời, đọc liên tục quá ha. Cứ I think, I think, I think liên tục ha. Thì bạn về bạn cứ luyện chứ I think với lại thank you.
Tại tối mỗi ngày liên tục trong vòng một tuần luôn ha, để cho nó giữ cái âm này lại cho cái cổ họng của bạn quen luôn. Trong trường hợp bạn đã đọc được rồi ha, thì đọc liên tục trong vòng một tuần như vậy á, thì gì chắc chắn là bạn sẽ đọc nó một cách thoải mái, là không còn struggle, không còn thấy cực khổ để nhớ nữa ha. Đó, bạn lưu ý. Thì rất là nhiều học viên của mình cũng là gì, nỗ lực liên tục, xong là gì, chỉ một thời gian thôi là họ đọc ngon lành luôn ha. Nhưng mà cốt yếu là gì, bạn phải cố gắng luyện tập đều ha, và gì dành thời gian cho nó. Thì khi mà đọc được âm này rồi, chắc chắn phát âm của bạn sẽ cải thiện đáng kể ha. Rồi, cố gắng lên. Alright, that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.